Lại channel của mình là Duy Fire Boy. Hôm nay mình sẽ trở lại tập kích và chơi tất cả những khẩu súng cùi hôm nay. Cũng khá lâu mà mình không chơi, đây là ạc của mình. Chết hết trơn rồi. Mấy giờ mình giết được 6 mạng rồi, 6 kích 7. Khẩu nó dễ lắm. Trong, ở đây. Ôi. Khẩu này xả nhanh hết. Đua xả nhanh hết. Dí một mạng được đổ một súng nha nè. Mình mới có 4 túi à. Mình sẽ làm à. Ôi. Vai. Mấy sót luôn kìa. Cái báo kìa. Đậu. Nó bị cay rồi nha. Không có chi kích. Có sao chơi vậy chi kích con khỉ. Mình cảm giác bị kích lắm. Ôi trời. Khẩu IC. Mày ghét mấy thằng súng nhắm quá. Bực rồi nha. Nãy bắn được lắm thì bật clip lên là trời sao ngu kinh luôn. Ô vãi. Sao còn đi chấm máu trời. Má mấy khẩu khác chắc chết luôn rồi quá. Đây là khẩu súng yếu nhất tập kích mà. Đối với mấy khẩu khác thì nói mấy game khác thì TMP rất là mạnh. Nhưng đối với tập kích đây là khẩu súng yếu nhất. Đây là khẩu súng. Mẹ thằng. Bực thiệt luôn ta. Đang bắn nó bực. Bực cái bực nhất là khi đang bắn là có thằng khác nó chen vô bắn. Cay lắm luôn á. Chịu hết nổi thằng lời rồi. Trời chị núp. Bực thiệt chứ. Núp đây nó bắn mình nè. Ơi, ơi quá thật. Nó héo. Tao hơi bị thằng này rồi. Quá vậy. Tao lý. Kiểu gì cũng chết. Tao nói kiểu gì cũng chết. Còn thằng này. Ôi vái, hồi sinh nhanh quá. Kệ mình được rõ hổ AK rồi. 8 chết 13. Ôi trời ơi. Giờ khổ AK nè. Một kể nó khổ AK. Khổ này hơi khó chơi, nó bị hơi bị. Vậy luôn. Vậy luôn. Coi trực tiếp hay mình đi ranh quá. Cái gì không được rồi. Phòng có 30 mạng là xong rồi. Chưa gì hết mà. Đi chứ tìm trận đấu mình bật clip rồi. Bật clip giữa chừng không hay đó. Làm kho này bắn rồi đúng không? Mình sẽ đổi. Đây là kho đồ của mình. Mình nạp 103 rồi. Ok, nãy mình mới bắn khẩu team bây giờ đúng không? Còn tiếp theo là fail zoom. Chưa bắn mấy khẩu này. Khẩu kỹ thuật đấu đội ok đây thôi. Có phòng sẵn luôn, hồi nãy tìm phòng quá trời luôn không tìm được. Kìa kìa. Thôi mới bắt đầu thôi cũng được. Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Mà theo tôi thấy thì có vẻ mình xíu. Ôi. Ơ. Super V. Trời ơi, tại súng VIP. Thôi cầm cái súng cùi đi ra bắn được không trời. Cảm ơn, két được rồi. Không xử được. Cái khẩu này súng huyền thoại chị sĩ mà.
xuống VIP, trời hai thằng luôn, trời ơi. Nếu là tôi mạng rồi. Tôi rồi. Sau tiếp theo mà 4-1. Đấu này được bán trong shop bằng vàng. Thì tập kích đa số là bán bằng kim cương mà. Súng là số mẹ kim cương hết. Rất ít khẩu súng bằng vàng. Khẩu súng M4A1 này rất là mạnh. Bán trong shop với giá 5.000 vàng thì phải. Bắn không bị giật đất nữa mạnh. Tiếp theo là AK-74. Mày. Đây, đột kết tinh. Order. Xịt thiệt chứ, 2.4. Chưa giết được mạng nào. Giết được một mạng đổi súng. Giết một mạng mới được đổi súng nha anh em. Ôi trời ơi, đua TMB. Hồi nãy mình chơi TMB bình thường rồi, có đua TMB luôn. Đua là hai khẩu. Mày sao bắn không dính ta? Ôi sao nó phế kinh luôn á. Ôi, cái gì vậy? Thắt à. Nó headshot mình đi đúng rồi ấy. Bị bực mà như bắn như hát ấy. What? Không bắn được luôn. Nó cầm khẩu này lên. Thằng này ở đâu ra gì? Sao tôi gà ta? Trời ơi sao tôi gà vậy? Tôi cảm thấy mình hơi bị phế luôn ấy. Chứ tôi bắn đâu có dở gì không ta. Ở đây, ôi thằng này súng VIP à, tại bị két mày. Nó thả mù xong chẳng nhìn thấy cái gì luôn. Này súng xịn, súng VIP Dark Knight Demon. Trời ơi, tôi cầm mấy khẩu súng cùi đi bắn. Cầm mấy là thằng nào phá mù hoài ta. Mày ôm quá cái tường. Nhảy vô trong bị cái tường nó che lại. Thốn thiệt chứ. Cái map cũng ủng hộ mình. Mày vậy phải chơi sao trời. Ôi lại bị két. Các bạn bắn khá ác ha. Gác quá mấy anh ơi. Bạn súng VIP không hà. Súng cùi vô đây chẳng làm cái sự gì hết. Trời ơi. Tỷ số gấp đôi rồi. Sắp kết thúc trận đấu luôn rồi. What the hell. Cái gì thế này. Vai. Lại bị két. Thôi còn lại mấy bố. Mấy bố bắn kinh thế. Rồi, thua rồi. Team mình toàn gì đâu không. Bó tay luôn rồi. Toàn xuống VIP cầm súng cù đi bắn. Vô phòng toàn xuống VIP cầm súng cù đi bắn người ta. Ôi giời ơi, bị hành sấp mặt. Cái cụ chỉ con cái phòng như dễ thôi, lâu rồi con không chơi. Con bắn gà lắm rồi. Chắc cái phòng hồi nãy nữa quá. Con lại mấy bố. Bắn gì mà kinh thế. Đâu không ta. Ôi vai. Sắp gôn trong sắp gôn trong mày. Vẫn còn xuống VIP không à.
Lại có người chơi nấp. Có ai chơi nấp không đi trời? Không nấp được xuống cũng quá VIP. Ok, giết được một mạng rồi. Sợ kinh luôn ấy. Ôi vai, nó lát rồi. Lát chỗ này ai chơi? Lại nữa. Tập quân này kinh đạn mắng kinh thế. Sợ rồi. Ok, mày tiếp tục đi. Thì bây giờ tao phải tự bắn kinh. Con này hay được đấy. Ô lại. Lại đi lên đây bắn. Này score rất sinh tồn luôn. Mấy cái súng nãy mình bắn hết đúng không? Thật à? Ôi ba chết xấu. Có tới hốn vậy trời. Am cao nhất trong này là AK-47. Ôi có người, có người. Sao cái này bắn kinh thế? Rồi. Ôi vãi. Cô nít đánh hay ta? À, bỏ game 1 năm giờ chơi lại thấy mình như con gà ấy. Ok mà 4 tiếp. Ôi sao, sao gặp lái quá vậy? What the hell? Ôi kệ xong rồi. Tao hết súng rồi, đổ hết súng rồi. Trời ơi, súng cùi, sao sinh tồn được trời. Giữa một đám người mình cầm súng VIP. Kỵ sĩ ra gần huyền thoại. Tôi cầm mấy khẩu súng rẻ, súng cùi đi vô bắn. Thiệt luôn. Hốt đi. Thiệt luôn đấy. Mình sẽ cho một chén đặt bom đi. Gì vậy? Ok, mình sẽ đến ở Farmat. Farmat đến khẩu NP5N. Nhìn súng mới chẳng biết bắn súng nào. Tại súng cùi không. Súng cùi mình nâng mát rồi nha, còn bắn yếu gì. UMP45. Giáp mình yếu lắm, level 1 không. Để sạch luôn đi. Giáp 1, bom 1. Cái gì cũng 1 sạch trò. Ok. Đập bom đi. Go, go, go. Bỏ game 1 năm giờ chơi lại thấy mình đi hành. Sắp mặt. Ok, ôi gì vậy ông này ông. Ôi đây khẩu pha mát chứ. Nó bắn cực kỳ khác Free Fire luôn.
nghi quá. Gà mắt Trung Đông. Còn mắt nãy thì gà mắt không hay. Rồi sắp mặt rồi. Sắp mặt rồi. Ổn rồi. Tiếng súng rất gần đây. Đây. Ấy gì vậy? Một phát chết luôn rồi. Chắc à. Rồi, liên minh lại có một người. Hai sao đấu ba trời. Mong là xong. Ôi vãi. Sao bắn xa vậy? Khẩu này là mắt to thường mà. Khẩu này mắt mà không một một khẩu này súng bắn thường mà ta. Sao bắn xa vậy? Bơm ơi. Như hack ơi. Mình nhắc tăng đam sao ta? Con này đét mở 7 là cực kỳ mạnh rồi. Cố lên. Trời ơi, không luôn. Sọt gôn trong tập kích. Giờ sao nó bắn. Ôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ok. Phan lát bắn dính gì nó được đó, nhưng mà rồi, bên này có người rồi. Nó giật kinh vậy. Ôi nó giật kinh luôn ấy. Ôi trời ơi nó giật kinh luôn ấy.